Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Vui quá mọi người ơi, hôm nay thì Trọng lại trở lại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai, đến chỗ của cô Yến. Và ở cái clip trước Trọng có chia sẻ về hoàn cảnh của cô cũng như là các bé ở đây, còn một số em bé đực mà chưa được triệt sản. Cái lúc trước là báo với quý vị là 10 con, nhưng mà thật ra hôm nay 10 con thì hôm nay là quá là vui rồi mọi người. Thì là quá là vui đã có Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho các em ở đây triệt sản. Tổng cộng là tới 12 con, tại vì có hai em bé nhỏ nữa mà bác sĩ nói là làm được thì sẵn là làm luôn. Sẵn làm luôn cho các em là tổng cộng là 12 con. Và đặc biệt là một điều vui hơn nữa là có được hai Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho cô Yến triệt sản các em. Đó là một là mẹ cô bé công chúa, nơi này là 300 đô Mỹ, cộng với người thứ hai là chị Thảo Phạm bên Canada có hỗ trợ cho các bé ở đây là 400 đô Canada. Đó là một cái niềm vui mà từ hồi đó đến giờ Trọng quay ở trạm này, đây là lần vui nhất. Vừa triệt sản hết các em rồi và các em còn lại được một cái khoản tiền để mua gạo, mua thức ăn để cho cô có cái để mà lo lắng cho các em. Và một điều vui hơn nữa là Trọng xin cảm ơn bạn Nam Nguyễn đã kết nối cho Trọng được với cái hai bạn bác sĩ từ ở bên Đức Hòa của tỉnh Long An đi qua tới bên thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai triệt sản cho các em với một cái giá giống như là hỗ trợ cũng như là các cái trạm khác là chỉ có 250.000 thôi. Lúc đầu thì mình nghĩ là thiến các em ở đây là cô nói là 500 cho nhỏ, 600 cho lớn, đó là cái giá của bệnh viện thú y của thành phố Biên Hòa, là đó là một cái giá mà bác sĩ người ta thiến, cái giá dịch vụ không có hỗ trợ, người ta không có giảm giá, người ta không có làm từ thiện thì cái giá đó. Nhưng mà cuối cùng là cái may mắn nó đến. Cái gì bởi vì Trọng nói là khi may mắn nó đến thì cái may mắn này nó đến thì cái may mắn kia nó cũng đến. Khi được hỗ trợ thì lại tìm được một cái bác sĩ mà chịu đi xa, chịu đi từ bên Đức Hòa của tỉnh Long An mà qua tới bên thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai để triệt sản, mà vẫn lấy như một cái giá gọi là giá hỗ trợ là 250.000 một con, lớn nhỏ như nhau hết. Lúc đầu là 10 con, bây giờ là 12 con. 12 con thì đúng ra là thiến phải trên 6-7 triệu, trên 5 triệu, trên 6 triệu. Nhưng mà cuối cùng thì cái chi phí nó chỉ còn có khoảng 3 triệu thôi. Quá trời là vui luôn. Thì kính thưa mọi người, có một cái câu chuyện nho nhỏ bên lề mà Trọng muốn chia sẻ trước khi để cô Yến cảm ơn Mạnh Thường Quân. Đó là mẹ cô bé công chúa và chị Thảo Phạm ở bên Canada. Là hôm qua Trọng có buổi sáng Trọng có nhận được một cuộc gọi của cô Mười bên quận 7. Thì ở trên kênh Trọng thì chắc quý vị cũng không lạ gì cô Mười. Cô Mười có gọi cho Trọng là nói: Trọng ơi, bây giờ cô có một bé chó 14 năm, Trọng biết bé chó đó, nó đang hấp hối. Rồi hiện tại thì hoàn cảnh gia đình của cô có chuyện rất là gắt gói luôn. Cô không biết chia sẻ với con sao, nhưng mà hiện tại là em đang hấp hối và cô xin Trọng là nhờ Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho cô 500.000 để khi mà bé mất á, thì cô dùng cái tiền đó cô đi thiêu cho em, tại vì cô ở ngay nhà trọ cô không có đất. Và cuối cùng á, thì không ngờ là tối em đi luôn rồi, xong rồi Trọng mới vội vàng chuyển 500 cho cô để cô làm cái thủ tục để đi thiêu cái bé đó. Và như sáng hôm nay thì Trọng có điện cho mẹ của bé công chúa, một Mạnh Thường Quân là mẹ của bé công chúa ở bên Mỹ, có chia sẻ là: chị ơi, bây giờ cái tiền hỗ trợ cho cô Yến triệt sản các em thì cũng đã đủ rồi, mà dư nữa, rất là may mắn là nó dư nữa, nên là có cái hoàn cảnh của cô Mười như vậy đó, thì em xin phép chị là được chích ra 500.000 để hỗ trợ cô Mười, để cô Mười đi thiêu các em. Và mẹ của bé công chúa là rất là vui vẻ, đồng lòng luôn. Trước khi gặp cô Yến thì Trọng có chia sẻ với quý vị như vậy, để khi mà lúc trao tiền á thì cái phần 300 đô của mẹ bé công chúa thì Trọng sẽ lấy lại 500 là cái phần giúp đỡ của cô cho cô Mười bên quận 7.
quá trời. Từ hồi sáng đến giờ cái này quay xa xa thôi. Quèo ơi, nhìn thấy không mọi người? Thiệt á, nhìn cái này là quá trời quá đất. Như là xong xuôi hết rồi. Bác sĩ làm cũng khá là nhanh. Đeo cái mic cho cô. Hồi sáng giờ là làm từ mấy giờ cô? Đâu lúc đó cũng 10 giờ mấy hả con ha? 10 giờ mấy. Rồi làm cũng mấy tiếng nhanh mà. Dạ. Có được làm mau. Mà có điều có nó xảy con rồi bắt cực quá trời cực luôn rồi. Dạ. Bắt có cả hồi luôn. Nó biết nó, nó biết nó bị chứng sản rồi. Mà đêm nguyên một đêm này là cô thức trắng đêm cô canh được hai con chó bự nhất á. Mà vụ cấp mấy hết hai hộp phô mai mà nó không vô là nó không vô. Cuối cùng á cô đi phải đi ra mua 4 viên thuốc ngủ. Cái cô về cô giả nhiễn con nhét nhét ở trong cái viên phô mai là đứa hai viên. Mà ai ngờ vừa đưa con kia đớp luôn. Đớp luôn là 4 viên. Bắt đầu là nó vừa hiu 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 nó ngủ gật. Bắt đầu cô mới tống nó vô chuồng được. Còn con đó ha là cái đêm phải đi kiếm cục xương không vụ vô đó tống vô đó một cả đêm nữa. Hôm qua giờ có nói là bữa nay triệt sản nó không mà nó nói không có nói gì hết mà nó khôn không biết sao nó biết. Còn con nó vô nhà mà nó dám nó đẩy cửa sổ nó chui ra được hay thiệt chứ. Con anh em rùa họ đó. Dạ. Nó đẩy cửa sổ đóng hết mà nó trèo lên. Mấy em này là mới mới đó hả? Đâu mấy em này là lâu hả? Cái lâu hết rồi, còn có triệt sản đợt trước rồi. Còn mấy cái con triệt sản thì sao là mày 24 con đó. Dạ. Đó bây giờ là hết rồi đó, khỏe rồi đó. Vậy là 12 con là hết cho được luôn hả cô ha? Hết rồi, còn mấy em cháu cái không à. Dạ. Còn có con chó đực kia mà người ta có chủ rồi, người ta chưa nhận thử con không có thiết. Dạ. Với mà chó cái á, nó thật sự nếu mà mình bảo vệ được á thì bảo vệ cho chó cái triệt sản cũng cực lắm. Chó sái triệt sản có nhiều chỗ á, con thấy tội nghiệp lắm. Vài hôm nó còn bị thuốc nữa, dạ. Chiều khi nó mất nữa. Ở quý vị biết không, cái triệt sản được rồi đi Phú Quốc đó, triệt sản 21 bé ngoài cho cái không ngoài Hữu Quốc thì bây giờ lành hết rồi, nhưng mà có hai em nó vẫn không lành. Có hai em tới giờ vẫn còn cái dạng như là nó vẫn còn thần qua chẳng biết được là hai em đó cái vết thương của nó có nghĩa là hơi bị khá có nhiễm trùng hay gì đó. Nó bị nhiễm trùng rồi đó, nó dạ. Không lành á. Tại vì mọi người biết là khi mà mổ á là mổ ngay cái tiếng vú, mà ngay cái tiếng vú là nó mở bài nhầy này nó rất là khó lành luôn. Nên là được thì mình nên lo cho các em cái phần đực thôi, còn mình bảo vệ á cô. Đúng rồi. Dạ. Đó giờ khỏe rồi đó. Quá khỏe. Quá vui luôn ha cô. Vui. Đợt này vui thiệt, đợt này quay clip là thành công. Nhận biết không, để mỗi lần mình chở được là mất ăn mất ngủ rồi nó muốn lộn phải canh nó. Rồi lớp phải lo đẻ. Trời ơi cô giờ cũng đuối sức lắm rồi. Dạ. Cưng thì cưng nhưng mà giọng thấy không, đuối lắm chứ không phải giỡn đâu. Đuôi chứ. Ủa 4 giờ sáng mà vậy lo cho tụi nó không hả? Gọi quét dọn rửa chén rửa coi như là như ăn bữa nào là rửa phơi sạch bữa đó đó chứ không có để dầm mâm. Yeah. Mà nội buổi sáng mà tụi nó tha đồ về là quét 4 giờ sáng mà thấy 7 giờ rưỡi xong. Mà hổm ra là đỡ cái là không có làm việc nữa. Chứ cỡ làm việc cũng biết có khi 9-10 giờ đêm cô chưa được ăn cơm nữa. Đỡ cái giờ nó không có làm nữa, mình có thời gian hơn đỡ. Quay đi quay lại hết giờ. Bữa nay á quý vị, chồng có dặn cô là để cho âm thanh nó hay chia sẻ cái hình ảnh cho nó sống động thì chồng có dặn cô là nhốt lại cái con mà nó có lại nhốt lần sau kìa, mà nó phá chuồng nó chui ra được đó. Nó nhốt lại tại vì nó đâu rồi? Đó nó rồi đó. Đó là hả? Đã giờ nó thấy nó rung rồi nó không dám làm rồi nó có nghĩa là bỏ trong lòng nó rung. Chứ để buông ra ngoài là nó sủa tới là hết tới khi về luôn á. Đó, đó giờ nó ngồi nó rung rồi đó, nó hết dám la rồi. Cái chơi mấy em này ngoan lắm, em đâu có la dữ vậy. Ồ. Đó. Nằm la liền cái nha, thương không? Đó. Khỏe rồi á, từ đây mấy bà là hết chai rồi, không có cửa đâu. Đó, xong cô ca nè, cô ca nay bị chật chân rồi, qua nay mua thuốc kia bóp dầu nóng, cô ca ra chơi chú Trọng kìa con. Đi, ca ra đây, đi ra mẹ lấy bánh thôi. Đi, ca ra đây. Lại đây coi. Đi. Đi ra đây mẹ cho bánh nè. Đi. Này nó khôn lắm ơi, nên... nó cái kiểu nó ấy lắm. Đi ra mẹ cho bánh nè. Đi đi phô mai ăn đâu phô mai không? Mau lên. Đi. Quá trời quá đất rồi. Nè. Ủa sao bữa nay không sửa nữa à, bà? Con chó này nó nhát lắm mọi người. Nè. Cái bé chó nó nhát lắm, nhưng mà nó sủa liên tục luôn, la nó không nghe, nó lì lắm. Lì lắm. Con này nè. Bả lì dữ trời lắm, la là Trọng bước qua đây mà nó sủa là hơn 30 phút nó không dừng, nhưng mà cô nói nhát thiệt, bữa nay bỏ vô lòng cái gọi em ghê. Còn bây giờ mà bỏ ra đi là nó sủa tới là mình không nghe được âm thanh luôn á.
bỏ vô lòng ngồi nghe le lửa chơi nha. Wow. Coca ca đi mày lại cho bánh nè. Đâu rồi mẹ có bánh nè? Coca này nó khôn lắm nên ho khó, khó kêu lắm. Đây là đây mẹ, đây đây là mẹ đề phòng lắm. Đi con ngoan ha, hết đau chân chưa hả? Hết đau chân chưa? Nếu ai biểu mập mà chạy cho nhiều vô chi hả? À, cũng rất là may á quý vị. Thật ra nếu như mà không có liên hệ được bác sĩ mà chịu đi xa như thế này, tại vì mỗi người biết đi rất là xa mà thiếu mỗi em có 250 đi thì 12 em là có 3 triệu thôi, mà người ta phải đi 80-90 cây số, và tiền thuốc đồ đó chi. Thật ra là làm giống như là làm giúp á, thì nếu không được á nha là mình chấp nhận là thiếu mắt, và mỗi lần đi thiến cô chỉ đi thiến được 2-3 con thôi. Giống như cô chỉ bỏ vô cái lồng vậy đó 2 con hoặc là 3 con là dữ lắm rồi. Cô chở đi đến bác sĩ rồi cô thiến xong rồi cô phải đem về, rồi nó lành xong, nó lành xong ha, rồi cô mới chở đi nữa. Là tính ra nếu mà bữa nay mà không làm được như thế này, không ai chịu đi hết, thì là cuối cùng là cô phải đi 3-4 lần, là cỡ 10 ngày mới xong. Ồ, 10 ngày mới hết. Ý con đó, cô đi cực muốn chết luôn. Dạ. Cứ đi vòng tới vòng luôn, có khi sáng 2 con, chiều 2 con là hết ngày luôn đó. Dạ. Từ đây lên đó 24 cây số nữa mà. Thì đó, thì trọng cũng chia sẻ với quý vị khán giả là cái lúc đầu trọng có nói cái, cô là mỗi lần đi thiến 2-3 con thì có nhiều khán giả hỏi á là sao không thiến 1 lần hết, thì trọng mới có giải thích là bị gì, cái nghĩa là cái phương án chốt lại là mình chưa có chốt 100%, nghĩa là nếu như mình phải có chữ nếu, đây trong công việc mà đâu 100% được, nếu như có bác sĩ mà đến đây thì mình thiến 1 lần, còn nếu không có bác sĩ đến người ta chê, giống như người ta nghĩ là 10 con thiếu có 3 triệu bạc đi rất là xa, biết đâu người ta không đi thì sao, thì mình phải có chuyện nếu chứ. Nếu như mà không có đến được thì mình phải bắt buộc cái phương án 2 là phải chở 1 lần 2-3 em đi thiến rồi về nó hết, rồi mới chở đi nữa, hết mới chở đi nữa, mà vừa mất tiền mà vừa ấy nữa, cô lắm nhưng phải dạ. Nhưng cuối cùng thì nó may mắn mới được, bởi vậy nay lại về thấy mừng nhanh lẹ. Nên lúc đầu là chồng không có chốt cái phương án nào hết trơn là vậy đó. Tại vì sao? Thứ nhất là phải có tiền, Nhiếm ơi, đã hứa cho tiền và trọng nhận được tiền trong tay nè. Rồi thứ hai nữa trọng lại là nhận được cái nhận lời của bác sĩ đó, là mọi thứ nó mới là hoàn thành, mọi thứ nó mới ok. Kính thưa quý vị khán giả, thì có lẽ là đây là một cái clip rất là vui, trọng đã quay các em ở đây cũng lâu rồi, hơn 2 năm trước là trọng đã có quay ở đây rồi, và cũng nhiều lần xin nhưng mà có lẽ là chưa có đủ duyên, và trọng nghĩ là lần này là một lần có duyên nhất của trọng với chạm với cô, nên là các em được sự hỗ trợ để triệt sản. Và cho đến bây giờ thì chỉ có mới là 12 giờ 15 phút của ngày 30 tháng 10 là các em ở đây là đã triệt sản xong 100%. Bây giờ cái nhà này chỉ còn các em chó cái thôi, chó đực là 100% đã được triệt sản, và chó cái thì trọng cũng có khuyên cô là bây giờ mình gào trắng nè, mình bảo vệ chứ không nên thiến, tại vì chó cái thiến nó cũng nói chứ nó cũng có phần nguy hiểm và nó lại đắt tiền, trong khi mà hiện nay là kinh tế của mình nó đang là khó khăn. Trở lại với cái phần hỗ trợ thì như ở đầu clip chồng có chia sẻ là đợt này có 2 cái nguồn hỗ trợ, một là của chị Thảo Phạm ở bên Canada, chị có gửi cho cô là 400 đô Canada. Chị gửi cho 500, chị có tặng cho gia đình của trọng 100 đô Canada, đại diện gia đình nhỏ trọng Cà Mau, cảm ơn chị rất là nhiều. Còn 400 đô Canada thì hôm qua trọng đã chuyển khoản qua cho cô trước, tại vì trọng sợ là sáng hôm nay trọng đến không có kịp, thì sau khi bác sĩ làm xong thì cô không có cái tiền để thanh toán trước, thì trọng đã chuyển cho cô 400 của chị Hà Thảo Phạm. Và đây là phần 300 đô của một người chị là mẹ của bé công chúa. Chị dặn nói vậy, chị là mẹ của bé công chúa, chị có gửi cho trạm là 300 đô cũng với cái hình thức là giúp các em nó triệt sản. Nhưng mà nó may mắn là bây giờ là mình triệt sản là giá nó hữu nghị hơn, rẻ hơn, rồi có được 2 người hỗ trợ nữa. Thì con vẫn trao cho cô cái phần này, thì tính ra tính lợi thì nó lại dư khoảng 10 triệu tổng cộng đó quý vị. Thì rất là mừng luôn, trọng nghĩ với 10 triệu dư lần này thì cô sẽ để dành là mua thức ăn, mua gạo, rồi nói chung là xoay sở để nuôi các em. Đây là một cái điều mà
quá là mừng vui. Ở clip trước mọi người thấy không, khi mà chồng nói chuyện rất là lưu loát, nói chuyện rất là tâm lý để được hỗ trợ, nhưng mà giờ được hỗ trợ rồi cái chồng mừng đó. Nhằm khi đôi lúc nói chuyện nó cũng mọi người thấy nó vô duyên ghê nè cô. Rồi đây vậy, là con trao lại cái phần tiền còn lại, đây là phần tiền của ba mẹ của bé công chúa. Rồi dạ, vậy cô cũng cảm ơn mẹ của bé công chúa nhiều. Dạ. Với lại cô Thảo Trần. À, cô Thảo Phạm. À, cô Thảo Phạm nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn hai cô nhiều. Chúc hai cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công hai cô nhé. Trời mừng quá cô ơi. Trời ơi, để càng ngày càng nhiều tỷ số cứ lên riết là nó không có xuống, mà bây giờ được hỗ trợ mừng lắm cô. Dạ. Ơi. Dạ, cảm ơn hai cô nhiều. Thì con nghĩ là bây giờ là bữa nào lật này nó cũng còn dư là cả chục triệu. Thì con nghĩ là cô để dành để mua gạo rồi này cho các em. Có thể là sau khi các em nhỏ lành nè, cô con có cái ý kiến á, là sau khi các em nó lành hẳn luôn á, cô mua một cái bữa ăn hơi ngon ngon. Dùng cái số tiền này chích ra một tí mua cho nó một cái bữa ăn hơi gọi là tẩm bổ. Tẩm bổ một tí xíu, rồi cô có thể quay lại cho con một đoạn ha, ngắn thôi, thì con đưa lên cho mấy chị xem, cho mấy chị thấy vui, với khán giả thấy cũng vui, là các em ở đây cũng được là no ấm rồi. 12 bé hôm nay thì sáng là mừng lắm. Mừng lắm cô ơi. Dạ. Chị để rầu quá trời rầu luôn. Hai con bên kia mấy ngày ra là nó muốn chở đực rồi, cô cũng trong hoài cũng nói trời chết rồi tới rồi. Dạ. Chúng số nữa rồi. Bữa nay thì hết rồi, bữa nay thì mấy bà này là ngồi hút gió luôn rồi. Chứ còn đâu nữa, mấy ông tôi là thành thái giám hết rồi còn đâu nữa. Không nhận con đen này nó khỏe thiệt anh Thảo ha, xong rồi tỉnh bơ liền. À, chiệt xong là tỉnh liền hả? Tỉnh luôn. Ghê ha. Ừ, nó phá chuồng nguyên một đêm luôn, cứ sợ nó chui ra không là không bắt được nó. Cái dấu quà, cái dấu mổ của bác sĩ khéo ha cô ha, là nó teo rồi. Và cuối cùng thì trọng chắc có thể là trọng cũng xin dừng lại một cái video rất là vui ở đây. Một lần nữa trọng xin cảm ơn mẹ cô bé công chúa đã gửi tặng cho các em ở nhà cô Yến là 300 đô Mỹ, trong đó có chích ra 500 để tặng lại cho cô Mười bên quận 7 để cô thiêu một cái bé chó mà mất hồi đêm hôm qua. Thứ hai, cảm ơn chị Thảo Phạm rất là nhiều. Yeah, cảm ơn cô chị Thảo Phạm là có gửi cho nơi này là 400 đô Canada để hỗ trợ cho các em vừa triệt sản vừa mua thức ăn. Chồng cũng xin đại diện gia đình nhỏ chồng Cà Mau cảm ơn chị Thảo cũng có gửi riêng cho gia đình của chồng 100 đô Canada. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, cũng như là cô nhiều. Cảm ơn em Nam Nguyễn đã giới thiệu cho anh một cái phòng khám thú y, một cái bác sĩ rất là có tâm mà chịu khó đi xa để giúp đỡ cũng như là hỗ trợ các trạm với một cái giá hữu nghị mà triệt sản các em nhìn cái vết rất là đẹp, rất là an toàn luôn. Cảm ơn Nam Nguyễn rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Rồi cuối cùng thì trọng cũng xin dừng lại video ở đây. Con chúc cô có thiệt là nhiều sức khỏe. Rồi cái việc làm mình nó có, đừng có mất việc làm. Nói chung là bây giờ mà chúc cô mà làm ra lắm bạc nhiều tiền thì nó màu mè và nó sai thực tế. Rồi. Tại vì cô lớn rồi, lớn cô rồi, cũng không có làm cái gì để mà chúc cô làm thiệt là nhiều tiền hết trơn á. Chỉ có chúc là với công việc hiện tại, với những cái cô đã chọn mà cô làm tốt thôi, đừng có bị mất việc là mừng rồi. Chứ bây giờ mà còn chúc cô, trời, con chúc cô làm thiệt là nhiều tiền, cô làm gì ra. Đúng rồi. Nó chúc cái lời đó nó xạo quá, nó không, nó phi thực tế quá. Cái cô con chỉ hy vọng là cô, cái công việc cô đừng có bị mất. Thứ hai là có cái sức khỏe để còn lo cho mấy em, đặc biệt là cô còn một người mẹ già hơn 80 tuổi, cô phải chăm sóc từ A đến Z đó quý vị. Còn mẹ nữa, bệnh đi tới bệnh lui hoài, một ngày có khi cô đi 24 cây sáng nấu cháo đem về xong lên đây lo tụi nhỏ xong chiều lo tụi nhỏ xong phải chạy ngược về đó, rồi tối phải chạy ngược về đây con. Có khi ngày sáng đi chiều đi mà tối nó đuối luôn mà. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và bây giờ thì có thể là trọng dừng cái clip ở đây để cô còn thanh toán cái tiền thú y cho hai bạn, hay là cô thanh toán luôn đi, thanh toán luôn đi. Cái thưa mọi người, trọng sợ trọng qua không kịp thì trọng cũng đã chuyển khoản cho cô cái phần tiền của chị Thảo Phạm. Tại vì thật ra tại sao trọng chuyển khoản là tại vì trọng nhận cái tiền của chị Thảo Phạm cũng là cái phần tiền chuyển khoản từ một người khác nữa, nên là lúc đó trọng chuyển liền cho cô rồi. Sợ qua không kịp, giờ qua kịp mình thanh toán tiền mặt luôn, thì tiền kia cô để dành trong tài khoản hả? Thì cô gửi
Rồi cảm ơn các bạn đã hỗ trợ rất là nhiều, lấy cái giá rất là hữu nghị luôn. Ủa cái cung mình ở đâu ta? Đức Hòa là Hòa. Đức Hòa. À, quý vị khán giả thân mến, thì đây là cái phòng khám là Bét Hậu Nghĩa ở huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Thì quý vị nào mà có các em cần trị bệnh cũng như là cần triệt sản gì đó thì cũng rất là mong quý vị hỗ trợ cho cái phòng khám này, tại vì để cho các bạn được đắt hàng, được đắt khách, có thu nhập, rồi cũng như là các bạn sẽ đi hỗ trợ nhiều hơn nữa cho những cái trạm cứu hộ chó mèo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ạ.